Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 11. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua chúng ta học đến câu thứ 14: Kỳ quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tỷ chi. Quá thất đại tiểu, hữu kỷ bách chủng. Chữ sự này là chủng loại. Ở trong mỗi một loại, thật sự mà nói là vô lượng vô biên. Cổ đức nói: phi nghĩa nhi động, đó chính là lỗi. Nghĩa là nên. Tư tưởng hành vi của bạn đều là không nên, đó chính là lỗi lầm. Lỗi lầm có lớn nhỏ. Lớn chính là nghiệp chướng, nhỏ gọi là lỗi lầm. Tội lỗi trời đất quỷ thần đều nhìn thấy cả, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy còn rõ ràng hơn. Nói lời thành thật, cái mà trời đất quỷ thần nhìn thấy, chúng ta thường nói là chuyện đã rồi. Chư Phật Bồ Tát còn có thể nhìn thấy cái lý tại sao như vậy. Tại sao bạn mê hoặc? Tại sao bạn tạo nghiệp? Tại sao bạn thọ báo? Tại sao nói chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy cái lý tại sao như vậy? Mọi người ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đã học qua. Người ở thế giới cực lạc, cho dù là người mới vừa giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh, năng lực của họ cũng thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tâm họ biết khắp. Hay nói cách khác, đối với con người này của bạn, bạn trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, những tình trạng đó họ đều biết rõ. Cho nên họ biết đạo lý tại sao như vậy. Tích tập ác nghiệp nhiều kiếp, nhiều kiếp đã hình thành cái tập quán ác này, tập khí ác không dễ gì thay đổi. Chúng ta nhìn thấy trong Kinh Địa Tạng, thế gian có một số người bất thiện, tập khí nghiệp chướng rất nặng, trong đời quá khứ đến từ trong đường ác, nên còn mang theo tàn dư tập khí của đường ác. Như những đạo lý này thì trời đất quỷ thần sẽ không chắc gì có thể nhìn thấy rõ được. A-la-hán, năng lực của họ có thể nhìn thấy 500 đời của một người, quá khứ 500 đời họ có thể nhìn thấy, trước 500 đời trở lên thì họ không nhìn thấy. Cho nên cần phải hiểu rõ thì thuyết pháp mới có thể khế cơ. Mới biết dùng phương pháp gì để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Cảm ứng thiên ở chỗ này nói cũng là một nguyên tắc. Nguyên tắc là có tính phổ biến. Chỉ cần con người có thể tuân thủ thì chắc chắn được lợi ích.
Trong quá khứ, ở Trung Quốc, Nho Thích Đạo, ba nhà này đều dấn thân và công tác giáo dục xã hội, cũng đều mang tư tưởng nhất thể đa nguyên văn hóa. Đối với xã hội Trung Quốc có cống hiến rất lớn. Tam giáo tuy có khác biệt nhưng mà cũng có chỗ tương đồng của nó. Đó chính là bất kể tu học theo đạo nào thì nhất định phải lấy tích đức làm gốc. Đây là điều tam giáo công nhận. Tích đức bắt đầu từ đâu vậy? Là từ trong tâm địa hạ công phu. Tâm địa nhất định phải quang minh chính đại. Nhà Phật nói, siêu phàm nhập thánh. Phàm là gì vậy? Phàm là phàm tình. Chúng ta ngày nay gọi là tình cảm. Cái tình cảm này là phàm tình. Cũng chính là nói, xử sự theo tình cảm, xử sự theo tình cảm sẽ có lỗi lầm. Chúng ta thường nói xử sự theo tình cảm, có thể đem tình buông xả, dứt bỏ rồi thì người này chính là thánh. Thánh là người hiểu biết, người giác ngộ. Định nghĩa của thánh là như vậy. Cho nên làm thánh chính là làm người hiểu biết, làm người giác ngộ. Nếu như không đem tình chấp chuyển đổi thành trí tuệ thì bạn không làm thánh được. Hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn sẽ không hiểu biết, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ. Tình chấp phát sinh từ đâu vậy? Phật pháp nói từ trên lý là phát sinh từ phân biệt chấp trước. Trên bốn tướng của bạn, bốn tướng chính là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn phân biệt bốn cái tướng này, chấp trước bốn cái tướng này, đây là nguồn gốc của tình chấp. Bởi do bạn phân biệt chấp trước cho nên bạn mới có tự tư tự lợi, bạn mới có nhân ngã thị phi, bạn mới có tham sân si mạng. Không những ngôn hành của bạn tạo nghiệp, mà khởi tâm động niệm cũng tạo nghiệp. Cái này phần trước đã nói qua một cách sơ lược với các vị rồi. Khởi tâm động niệm là ý ác, tâm bạn ác, tâm không tốt. Phật Bồ Tát giác ngộ rồi, hiểu rõ rồi. Người giác ngộ không có ngã, không có mình. Cho nên mới có thể thật sự tôn kính người khác. Người hiểu biết mới có thể làm được. Nhà Nho cũng là như vậy. Sau khi hiểu rõ rồi mới biết hạ mình mà tôn người, tự mình khiêm hạ tôn trọng người khác. Chỉ có người mê hoặc mới tự cao tự đại,
tự mình ngẩng đầu cao, không hề coi trọng người khác, không chịu được oan ức, hơi bị một chút xíu oan ức là ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, nên chiêu cảm quả báo không như ý. Mọi người đều biết sân hận đọa địa ngục, cho nên Phật Bồ Tát tại sao không trụ lại lục đạo, tại sao không trụ thập pháp giới, thì hiện ở trong lục đạo nhưng người ta vẫn trụ ở nhất chân pháp giới. Đạo lý ở đâu vậy? Không có ngã, không có ngã mới có thể hạ mình. Người giác ngộ ở chỗ thấp hèn họ vẫn vui vẻ tự tại, chỉ có người mê hoặc mới dương dương tự đắc. Cái đạo lý này các vị hãy tư duy thật kỹ, thể hội thật tỉ mỉ, thọ dụng vô cùng. Thật sự hiểu rõ nhân quả ba đời. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nêu lên, giữa người với người dứt khoát không được giành phần lợi, cũng nhất định không bị thiệt thòi. Bạn giành phần lợi của người ta, tương lai phải trả nợ, nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải đền tiền. Ở trong Hồng Lâu Mộng nói nợ người nước mắt phải trả người nước mắt. Việc này là thật chứ không phải là giả. Chỉ có người thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết, họ không tạo nghiệp nữa, họ mới thật sự làm được tùy duyên qua ngày. Ở trong tùy duyên thành tựu công đức của mình. Thập Đại Nguyện Vương nói tùy hỷ công đức. Công đức là gì vậy? Sự biểu lộ của tánh đức chính là công đức. Ở trong đây có một quan niệm quan trọng nhất, chúng ta không có cách gì thiết lập. Nếu như cái quan niệm này có thể thiết lập, thì Bồ Tát Đạo không phải là việc khó. Việc tích lũy công đức, đó là chuyện dễ dàng. Quan niệm gì vậy? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cái quan niệm này chúng ta không cách gì thiết lập, nhưng chư Phật Bồ Tát đều có cái quan niệm này. Phật chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì vậy? Pháp thân là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Rõ ràng là chính mình, hoàn toàn không có mảy may nghi hoặc, là chính mình, đúng là chính mình, thì người này là thành Phật rồi. Họ chứng được pháp thân thanh tịnh. Cho nên họ vì tất cả chúng sanh phục vụ, là vì bản thân phục vụ, thì còn gì để nói nữa? Còn có gì mà chấp trước nữa? Không phải vì người khác, là vì mình. Tôi khi giảng kinh có nói rồi, vũ trụ phức tạp như thế nào, thì chúng ta cái thân thể này cũng phức tạp như thế ấy. Thân thể là vũ trụ thu nhỏ,
Vũ trụ là sự mở rộng của cái thân thể này của chúng ta. Ở trong đây tình trạng phức tạp, không tăng, không giảm, hoàn toàn tương đồng. Cho nên cái thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ với đại vũ trụ là một, không phải hai. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, nhỏ lớn không hai. Lớn có thể chứa nhỏ, nhỏ cũng có thể chứa lớn. Hạt cải chứa núi Tu Di, núi Tu Di chứa hạt cải. Đây mới là cảnh giới bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát ở trong vô lượng vô biên cõi nước giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ. Chính là xuất phát từ trên quan niệm này. Từ quan niệm này mà thiết lập. Cho nên Pháp là Pháp bất tư nghị, người cũng là người bất tư nghị. Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Luân Quán của Pháp Sư Thanh Lương. Ngày ở trong ngũ trùng huyền nghĩa, mỗi một điều đều thêm vào bất tư nghị, rất có đạo lý. Nếu như bản thân Ngài chưa khế nhập cái cảnh giới này thì không thể nói ra lời này được. Ngài đối với chân tướng sự thật thể hội được rồi, nhận biết rồi, khế nhập cảnh giới này, cho nên Ngài mới có thể nói ra được. Chúng ta đọc rồi thể hội được mấy phần? Tại sao chúng ta không thể thể hội? Ở trong đây có chướng ngại. Chướng ngại không ngoài phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng chính là nhân ngã thị phi, tham sân si mạng. Sở tri chướng dùng cách nói hiện nay mà nói là có thành kiến đối với phương diện tri thức học thuật. Nếu như là có thành kiến về mặt nhân quả, đó vẫn là thuộc về phiền não chướng, là một loại ở trong kiến tư phiền não. Thuộc về tri thức, cái này gọi là sở tri chướng. Tự cho là đúng, cho nên bạn sẽ không nhìn thấy chân tướng sự thật. Chúng ta ở chỗ này phải dùng công phu khử một phần chướng ngại thì trí tuệ của bạn sẽ hiển lộ ra một phần. Cái chướng ngại này cách khử như thế nào vậy? Chúng ta phải hiểu rõ, trừ khử chướng ngại chính là đối với những tình chấp phân biệt dần dần ngày càng nhạt bớt. Không nghiêm trọng, giống như trước đây, mỗi năm một nhạt dần,
mỗi tháng một nhẹ dần. Phân biệt chấp trước đã nhẹ rồi, nhạt rồi. Đây chính là lần lượt xa lìa. Bồ Tát 51 cấp bậc, tịnh độ, bốn độ tam bối cửu phẩm đều là như vậy. Tập khí phiền não bớt một phần thì phẩm vị của bạn sẽ tăng cao một bậc. Đến khi tập khí phiền não thấy đều đoạn sạch rồi, bạn liền viên mãn thành Phật. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là phiền não của họ. Cho nên họ vẫn chưa đạt đến viên mãn, công đức của họ vẫn chưa thành tựu, chưa có thành tựu cứu cánh. Cần phải xả cho thật sạch sẽ, vậy mới là thành tựu cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta phải xả, phải buông xả. Nếu như không chịu buông xả, đó chính là tích lũy tội nghiệp. Buông xả tức là bạn tích lũy công đức. Tại sao không buông xả? Là chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, đem những cái giả này cho là thật. Vậy là bạn thấy sai rồi, nghĩ sai rồi, cho nên bạn mới làm sai, bạn mới bị dẫn đến ác báo. Nhưng mà buông xả và thấy ra là bổ sung cho nhau. Bạn có thể buông xả một chút là bạn thấy rõ thêm một phần. Có thể thấy rõ ra thêm một phần thì bạn lại có thể buông xả thêm một chút. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm cho đến viên thành Phật đạo chính là thấy ra buông xả, bổ sung cho nhau. Ở trong sáu ba la mật, Bát Nhã ba la mật là thấy ra, năm độ còn lại đều là buông xả. Các bạn thử nghĩ đúng hay không? Bố thí là buông xả tâm tham, trì giới là buông xả niệm ác, nhẫn nhục là buông xả sân hận, buông xả tật đố, tinh tấn là buông xả giải đãi lười biếng, thiền định buông xả tán loạn, toàn bộ là buông xả. Bát Nhã là biết rõ, biết rất minh bạch, biết rất rõ ràng. Sáu ba la mật quy nạp lại chính là bốn chữ: nhìn thấu buông xả. Chúng ta phải thật làm. Những danh tướng kinh luận này tuyệt đối không phải đọc qua là xong, đọc qua là quá khứ rồi. Bạn thật thấy rõ, thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, thật buông xả, thì tội lỗi của bạn sẽ không còn nữa. Không thể không trường sinh. Trường sinh là vô lượng thọ. Cho nên muốn cầu trường sinh, muốn cầu phước báo,
nhất định phải cầu từ trên tâm địa, tâm sinh vạn vật. Trong kinh Phật nói, tâm sanh thì các pháp sanh. Phần trước chúng ta cũng học qua, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật pháp là nội học. Ở bên trong viên mãn rồi thì cảnh giới bên ngoài liền thuận tâm. Cho nên nói tâm tưởng sự thành, ở trong Phật pháp nói nhất định là chính xác. Bạn nghĩ ác thì diệt ác thành, bạn nghĩ thiện thì diệt thiện thành rồi, bạn nghĩ Phật thành Phật rồi, bạn nghĩ tham sân si mạng thì ba đường ác thành rồi. Tâm tưởng sự thành, bạn nghĩ tham ngạ quỷ thành rồi, nghĩ sân hận tật đố thì địa ngục thành rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Từ trong tâm của chính bạn nghĩ ra vậy. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh liền biến hiện ra cảnh giới này. Sự việc nó đã là như vậy thì tại sao không nghĩ Phật? Tại sao không nghĩ khác? Nghĩ Phật liền thành Phật. Tâm nghĩ Phật, miệng nói Phật, thân làm những việc Phật làm, miệng nói ngôn ngữ của Phật, thì người này đã thành Phật rồi. Chúng ta nếu muốn làm Phật thì không thể không đọc kinh. Nếu không đọc kinh là nghĩ ngợi lung tung ngay. Chúng ta phải đem tư tưởng của chúng ta hoàn toàn tương ưng với kinh giáo của Phật. Khởi tâm động niệm nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến những đạo lý, những lời giáo huấn, những cảnh giới mà trong kinh nghĩ về điều này. Đây là tôi khuyên mọi người đem kinh Vô Lượng Thọ đọc qua 3000 lần. Đạo lý là ở chỗ này. Kinh bạn không thuộc, bạn nghĩ cái gì? Bạn không có cách gì nghĩ được. Trước tiên phải học thuộc kinh, học thuộc lòng, thuộc cho thật nhuyễn. Khởi tâm động niệm, cảnh giới lý luận ở trong kinh hoàn toàn có thể hiện tiền. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, chắc chắn thấy Phật. Đây là tôi dạy mọi người. Tin hay không là do bạn. Có người tin, họ làm như vậy, họ được lợi ích. Họ rất hoan hỷ để nói với tôi. Nói với tôi cũng hoan hỷ. Tôi vì họ hoan hỷ. Người không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng hoan hỷ. Tại sao vậy? Họ tâm tưởng sự thành mà. Hư không pháp giới chính là việc như vậy. Đời này không thể được độ thì xem như là đã trồng thiện căn. Ở trong A Lại Giới Thức có cái nhân duyên được độ, có cái chủng tử được độ cũng tốt. Chỉ là được độ không ở trong đời này mà thôi. Thầy Lý trước đây nói còn phải luân hồi trường kiếp, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Cho nên chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự y giáo phụng hành thì đời này đem cái việc này làm ngay. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi rồi. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Cảm Ứng Thiên câu thứ 15. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Bắt đầu
từ chỗ này cho đến câu thứ 36, đến câu 36 là dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Đoạn này đều là nói phước báo. Trong toàn văn là đoạn lớn thứ ba. Tám chữ này là nói tổng quát. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Con người cần phải đoạn ác tu thiện. Đây là chân lý muôn đời. Tất cả chúng sanh, có người nào mà không cầu phước báo? Có người nào mà mong muốn gặp tai họa? Nhưng mà bạn phải biết rõ, phước báo từ đâu mà có? Tai họa là từ chỗ nào mà ra? Tám chữ này chính là nơi cội nguồn của kiết hung họa phước. Nhưng mà điểm mấu chốt ở trong tám chữ này chính là đạo. Cái đạo này giảng như thế nào vậy? Ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Thông thường nói đạo là lý, đạo lý. Đạo cũng là con đường. Sao gọi là thị đạo? Sao gọi là phi đạo? Đây là điểm chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Thiện tâm, thiện hạnh chính là thị đạo. Tâm hạnh bất thiện là phi đạo. Đây là nói từ trên nhân, là kiết, là phước. Đây chính là thị đạo. Là hung, là tai, là hòa, đó chính là phi đạo. Đây là nói từ trên quả. Những xử lý nhân quả này chúng ta cũng nên biết rõ. Tiêu chuẩn mà trong Phật Pháp lập nên chính là tánh đức. Phàm là tương ưng với tánh đức, đây chính là thị đạo. Đi ngược lại với tánh đức, đó chính là phi đạo. Tánh đức nói đến cực điểm là nhất niệm tâm tánh. Cho nên nói đến cứu cánh nhất niệm thị đạo. Hai niệm, ba niệm là phi đạo. Cái tiêu chuẩn này cao. Đây là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Chỉ có họ mới có năng lực giữ được nhất niệm, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên quả báo của họ là đại kiết, đại phước. Cảnh giới bất khả tư nghị.
Ở trong Kinh Đại Thừa thường nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ nhất niệm mà có. Nếu như nhất niệm chúng ta không giữ được, không duy trì, thì biến thành thất niệm, tạp niệm. Vì liền biến thành mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với pháp thân đại sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Bản thân không làm được, nhưng không thể không biết. Cái hay của biết là trong quá trình tu học không đến nỗi được ít cho là đủ. Biết cảnh giới hiện tại rất hữu hạn, còn phải quyết cố gắng nỗ lực không ngừng nâng cao lên. Nhưng mà ngay trước mắt chúng ta, chúng ta đem trình độ của đạo hạ xuống, hạ đến thấp nhất. Cái gì gọi là đạo? Ngũ giới thập thiện là đạo. Sao gọi là phi đạo? Phá giới thập ác là phi đạo. Tiêu chuẩn hạ đến mức độ này thì chúng ta hiểu rõ rồi, sáng tỏ rồi, đã có chỗ khởi đầu. Bắt đầu từ đâu vậy? Đây là nói với đại chúng thông thường. Nếu như đối với đồng tu niệm Phật chúng ta mà nói, đồng tu niệm Phật, tại sao bạn niệm Phật? Mục đích của niệm Phật là gì vậy? Hy vọng cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, cái hy vọng này không thể tan dở, nhất định phải thực hiện. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng không tan dở. Nguyện của bạn cũng mãn rồi. Mức độ thấp nhất này là gì vậy? Thế Tôn trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tịnh nghiệp tam phước, đây là mức độ thấp nhất. Đây là điều nếu muốn cầu giảng sanh ở ngay trong đời này không thể không biết. Tịnh nghiệp tam phước chúng tôi trước đây đã từng giảng qua nhiều lần rồi. Có băng ghi âm, cũng có băng ghi hình, hình như cũng có sổ tay lưu hành. Phật nói tam phước tổng cộng đã nói 11 câu. 11 câu này chính là đạo. Trái ngược 11 câu này, đó chính là phi đạo. Ở trong phước thứ nhất, phước nhân thiên, cũng chính là đạo của nhân thiên. Bạn có thể phụng hành thì đời đời kiếp kiếp không mất thân người.
bạn không thể phụng hành, đó chính là phi đạo. Phi đạo chính là ba đường ác, chắc chắn đọa ba đường ác. Bốn câu nói này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có hiểu ý nghĩa này hay không? Chúng ta có chịu làm hay không? Ở trong câu thứ nhất nói rõ thập thiện là căn bản của căn bản. Sao gọi là hiếu? Sao gọi là kính? Không thể không rõ ràng, không thể không sáng tỏ. Ở chỗ này tôi sẽ không giảng nhiều nữa. Phước thứ hai là nhị thừa, là tiêu chuẩn mà người nhị thừa tu. Có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Đây là vào cửa Phật. Phước thứ nhất là nền tảng vào cửa Phật, vẫn chưa vào cửa. Đến phước thứ hai, đây mới là vào cửa. Trở thành đệ tử Phật, học trò của Phật. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có tư cách làm học trò của Phật không? Học trò của Phật nhất định tuân thủ sự ràng buộc của tam quy. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không trái với lời giáo huấn của Phật. Tam quy, cái thứ nhất là quy y Phật. Chúng ta trong truyền thọ tam quy nói rất rõ ràng, rất tường tận. Quy y Phật là giác chứ không mê. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có phải là giác mà không mê hay không? Giác đây là thị đạo, mê là phi đạo. Tư tưởng kiến giải của chúng ta có chính xác hay không? Tư tưởng kiến giải thuần chánh, tương ưng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải bất chánh, tà tri tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa của quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Chúng ta thử nghĩ, tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Ý nghĩ của chúng ta có thanh tịnh hay không? Thân của chúng ta có thanh tịnh hay không? Môi trường cư trú của chúng ta có thanh tịnh không? Thanh tịnh là đạo, không thanh tịnh là phi đạo.
Cho nên đệ tử Tam Bảo niệm niệm phải tương ưng với giác chánh tịnh. Đây là thị đạo. Nếu như niệm niệm là mê tà nhiễm, đó là phi đạo. Tư tưởng, ngôn hạnh phải theo giới luật, đặc biệt là người mới phát tâm. Thật ra mà nói, từ mới phát tâm đến Như Lai Địa, Bồ Tát Đẳng Giác đều nghiêm trì giới luật. Các bạn đã có khi nào nhìn thấy Phật Bồ Tát phá giới, phạm giới? Không hề có. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều là lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương, học Phật, học cho thật giống. Cái hình tượng này làm tấm gương cho xã hội, cho tất cả chúng sanh, làm tấm gương tốt. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Bất phạm uy nghi, uy nghi chính là tấm gương tốt. Phước thứ ba là nền tảng của Bồ Tát Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là phát tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện phát rồi phải thực hiện, thì cái nguyện đó không phải là nguyện suông, phải làm cho được. Cho nên Bồ Tát có tâm hổ thẹn, hổ thẹn đang thúc đẩy động viên họ, khiến họ có thể quyết chí hướng thượng, dũng mãnh tinh tấn. Hổ thẹn là đạo, không hổ không thẹn, không biết xấu hổ, đó là phi đạo. Tin sâu nhân quả, tôi giảng câu này giảng rất nhiều. Cái nhân quả này không phải nhân quả phổ thông. Nhân quả phổ thông Bồ Tát đâu có đạo lý nào không biết. Cái nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thực sự cái đạo lý này người biết không nhiều. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả, đọc tụng Đại Thừa chính là gần gũi chư Phật Như Lai. Một ngày cũng không được sống phí, mỗi ngày đều phải gần gũi chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu vậy? Các kinh Đại Thừa chính là chư Phật Như Lai. Mỗi ngày phải đọc tụng. Phương pháp đọc tụng, trước tiên gần gũi một vị thiện tri thức.
Đây là bí quyết cầu học, cầu đạo của thế xuất thế gian. Người vào thời xưa gọi là sư thừa, nhất định là ở một vị thiền tri thức tại chỗ đó mà thành tựu. Sau đó mới có thể tham vấn khắp vô lượng thiện tri thức. Ở dưới tòa một vị thiện hữu thành tựu bản lĩnh tham học, mới có năng lực tham học. Cái bản lĩnh này là gì vậy? Trong kinh Bát Nhã gọi là căn bản trí. Tham vấn khắp tất cả thiện tri thức là thành tựu hậu đắc trí. Trí tuệ mới viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng đã làm nên tấm gương cho chúng ta. Thiện tài đồng tử, gần gũi Bồ Tát Văn Thù, một vị thiện tri thức. Đó là sư thừa. Ở dưới tòa Văn Thù đã đạt được căn bản trí. Sau đó ra đi tham học. 53 tham nữa là thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Vậy là trí tuệ viên mãn rồi. Không có căn bản trí, bạn sẽ không có năng lực tham học. Căn bản trí là thật trí, trí tuệ chân thật. Họ có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, đúng sai, thiện ác, lợi hại. Họ vừa tiếp xúc liền biết rõ. Cho nên ra đi tham học, bất kể gặp người thế nào, bất kể gặp phải việc gì, đối với họ đều là khai trí tuệ. Không bị gặp phải chướng ngại. Nếu như bạn không có cái nội lực này, bạn ra đi tham học, một vị thiện tri thức chỉ bạn đi một con đường, hai vị thiện tri thức tức là hai con đường, ba vị thiện tri thức chính là ở ngã ba đường, bốn vị thiện tri thức tức là ở ngã tư, bạn đi về đâu? Bạn không biết đi đường nào rồi. Bạn có nội lực, bạn có thể biện biệt, có thể nhận thức, thế là không sợ. Gần gũi nhiều thiện tri thức đi nữa, nhưng phương hướng của bạn, mục tiêu của bạn chắc chắn không thay đổi. Chúng ta thấy thiện tài đồng tử làm mẫu cho chúng ta. Thiện tài đồng tử gần gũi Bồ Tát Văn Thù, Văn Thù dạy ông điều gì vậy? Dạy ông pháp môn niệm Phật. Trong kinh văn không nhìn thấy, trên văn tự không có ý nghĩa đầy đủ. Ý nghĩa ở đâu vậy? Bồ Tát Văn Thù cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là môn sinh đắc ý nhất của Ngài. Nếu như không kế thừa y bát của Ngài, thì sao có thể nói là đệ tử truyền pháp?
Bạn phải biết rõ cái ý nghĩa này. Thế Tôn dạy cho chúng ta, ở trong tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ. Bạn phải thể hội được cái ý nghĩa này. Hãy thử xem ông cha đi tham học cái hình tượng đó. Vị thiện tri thức thứ nhất là tỳ kheo kiết tường vân. Vậy ông điều gì vậy? Vậy ông ban chu tam muội. Ban chu tam muội là chuyên niệm A Di Đà Phật, Phật lực tam muội. Một vị thiện tri thức cuối cùng là Bồ Tát Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc. Từ đầu đến cuối chính là một pháp môn niệm Phật. Ông làm nên tấm gương để cho chúng ta thấy. Đó là thị đạo phải tiến, dũng mãnh tinh tấn, phi đạo phải lui cho nhanh. Hai câu nói này là nói tổng quát. Không những bản thân chúng ta hiểu rõ, hơn nữa còn phải thường xuyên khuyên bảo người khác, giúp đỡ người khác. Đây là tam phước sau cùng, khuyến tấn hành giả. Nói tóm lại, 11 câu này, 10 câu là tự lợi, một câu cuối cùng là lợi tha. Tự lợi sau đó mới có thể lợi tha. Bản thân chưa có thành tựu, muốn lợi ích người khác, ở trong kinh Phật thường nói không có chuyện đó. Cho nên hai câu tám chữ này hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Đây là tổng cương của thiện phước. Vậy sao mới dạy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm thế nào tu thiện, tu phước, tích lũy công đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 12. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 16. Chúng ta khúc đoạn hoàn toàn y theo hội biên mà phân ra. Cái đoạn này có hai câu nói: bất lý tà kính, bất khi ám thất. Phía trước nói qua cái đoạn này là nói phước báo, ở toàn văn là đoạn thứ ba. Thị đạo tắc tấn, phi đạo tắc tấn, hai câu này là tổng cương. Bất lý tà kính, bất khi ám thất. Sau đây là nói tu tích. Nhà Phật chúng ta gọi là tu hành. Tu hành quan trọng nhất là tâm địa chân thành. Hai câu này chính là dạy chúng ta thành ý. Chân thật là từ căn bản khởi tu. Lý là nói thân, khởi lên động niệm, khởi tâm động niệm,
thân thể, động tác chính là lý. Tà kính, tà là đối chứng nói, hay nói cách khác là tà tri, tà kiến. Tà ngôn, tà hạnh, tà kính là chỉ sự việc này. Cũng chính là nói ba nghiệp trái ngược với chánh lý, đây gọi là tà. Khi ý nghĩa của chữ này là nói rõ cố phạm, nên gọi là khi. Lừa gạt chính mình, lừa gạt người khác, ám thất là chỗ người khác nhìn không thấy, cũng là bờ mé phân ra của thiện ác. Đoạn ác tu thiện phải ở ngay nơi đây dụng công, đó là chân thật tu hành. Hai câu nói này chính là thực tiễn chân thành, dáng vẻ chân thành. Chúng ta chính mình phản tỉnh kiểm điểm, chính mình có làm đến được chân thành hay không? Dùng tám cái chữ này thì có thể kiểm tra ra rốt cuộc chúng ta có chân thành hay không. Cho nên hai câu nói tám chữ này nói ra được rất tinh vi, tinh tế. Bất lý tà kính, cũng chính là Phật đã nói ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Cái ý đoan tâm, đoan ý, đoan thân, đoan chánh, người thế gian gọi là đường đường chánh chánh. Người xưa chúng ta kỳ vọng đối với người đi học quang minh chánh đại, đường đường quân tử. Do đây có thể biết nhà Nho nói tiêu chuẩn của quân tử, hai câu này phải làm được. Nhà Nho dạy học ở nơi thành tích cũng là ba đẳng cấp: quân tử, hiền nhân, thánh nhân. Đây là mục tiêu giáo học. Cho nên nói đi học chí ở thánh hiền, làm thánh, làm hiền. Quân tử là nền tảng của thánh hiền. Nếu muốn làm thánh hiền nhân phải làm được tám cái chữ này. Phật pháp nói được càng thấu triệt, giáo học Phật pháp thành tựu
cũng phân ra ba cấp: A-la-hán, Bồ-tát, Phật. A-la-hán thì cũng giống như nhà nho gọi là quân tử, Bồ-tát là hiền nhân, Phật là thánh nhân. Tuy thành tích ba giai đoạn này gần giống nhau, mà trên thực tế cao thấp khác biệt rất lớn. Giáo học nhà nho là giáo dục của một đời, ban đầu từ thai giáo, đến sau cùng là già chết, thần chung truy diễn. Thế nhưng giáo học của Phật Pháp thì là ba đời, có đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ở nơi không gian mà nói, tận hư không khắp pháp giới, đây là chỗ nội dung không bằng của giáo học nhà nho. Cho nên giáo học Phật Pháp nói được rất là tường tận, rất là chu đáo. Sau khi hiểu rõ liền biết được, là một người thiện, là một người tốt, là việc phải nên làm, không nên làm người ác. Không nên là một người bất thiện, cùng với người thiện, thì đây là việc thật là vui mừng. Chúng ta mong cầu cả nhà thiện, một nước thiện, một thế giới này đều thiện. Bạn có cái tâm nguyện này, có loại hành trì này, thì liền tương ưng với Phật Đạo. Đương nhiên ở chỗ này nói là tà kính ám thất, bạn đích thực đều có thể làm đến bất lý bất khi. Người thế gian ở quá khứ đều biết vì con cháu cầu phước, người hiện tại ít rồi, người hiện tại thực tế mà nói đều vì chính mình. Có thể quan tâm đến một nhà, quan tâm đến vợ con cái thì xem như là không tệ rồi. Thế nhưng làm con cái có thể quan tâm đến cha mẹ ít, thực tế mà nói là không thấy nhiều. Đây chính là nhà nho đã nói: nhà không ra nhà, nước không ra nước. Nhà là gốc của nước. Là kết hợp của ân nghĩa, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đó mới là có ân, mới là có nghĩa. Nếu như chỉ quan tâm chính mình, tự tư tự lợi, ân nghĩa đều không có. Ân nghĩa đương nhiên là thiên tánh. Cũng cần phải tài bồi ngày sau. Nếu như hoàn cảnh ngày sau bất lợi,
ân nghĩa liền bị lợi dụng che lấp. Thế là người chỉ biết tranh danh đoạt lợi, hành vi việc làm vong ân bội nghĩa. Vậy thì tất cả tạo tác, khởi tâm động niệm của họ, chính là chỗ này nói hai câu: lý tà kính khi ám thất. Họ không phải bất lý, không phải bất khi. Cho nên giáo dục thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có giáo dục mới có thể bù đắp được chỗ thiếu sót của ngày trước, mới có thể hoàn thành túc căn sáng lạng. Do đó đại thánh đại hiền của thế xuất thế gian, không có một ai mà không toàn tâm toàn lực từ nơi công tác giáo dục. Nhất là chú trọng giáo dục gia đình cùng giáo dục xã hội. Chỉ cần đem hai sự việc này làm cho tốt, xã hội tự nhiên an định, thế giới nhất định hòa bình. Phải làm thế nào cho tốt? Hai câu nói này quan trọng. Hai câu nói là thân giáo, là ý giáo. Trong nhà Phật gọi là Tam Luân Thuyết Pháp. Tam Luân là nói thân khẩu ý. Thân phải là một tấm gương tốt, phải làm mô phạm cho người khác xem, đặc biệt là con cái của bạn. Làm cha mẹ phải làm tấm gương tốt cho con cái. Chúng từ nhỏ, một ngày từ sớm đến tối, thấy ngay trong tầm mắt, cái ấn tượng này rất sâu sắc. Cho nên nếu muốn dạy con cái làm người tốt, thì cha mẹ phải làm tấm gương tốt. Đứa nhỏ này tương lai lớn lên tự nhiên hiền huệ. Cùng đồng đạo lý như vậy, trường học thầy giáo nếu muốn học sinh của chính mình tương lai có thành tựu, có cống hiến đối với xã hội, đối với chúng sanh, thầy giáo phải làm ra tấm gương tốt cho học trò. Giai đoạn học trò này năng lực mô phỏng đặc biệt mạnh. Ở trường học cùng học với thầy, ở trong nhà học tập với cha mẹ, nếu như cha mẹ không thể làm ra tấm gương tốt, thầy giáo không thể làm ra tấm gương tốt, nếu muốn đời sau có thành tựu, vậy thì rất khó. Ngày nay quan niệm của mọi người có một nhận biết sai lầm. Cho rằng bạn có kỹ thuật, bạn có thưởng thức khoa học, có năng lực, có thể kiếm tiền,
Đây chính là con cái tốt, học trò giỏi. Cái quan niệm này sai rồi. Ngày nay quốc gia của thế giới tiến bộ, đích thực có không ít có năng lực, có kỹ thuật, có nhà khoa học, có thưởng thức khoa học. Họ mỗi ngày đang phát minh, đang chế tạo. Chế tạo cái gì? Vũ khí mũi nhọn. Không phải người thông thường có thể làm ra được. Chế tạo ra những thứ này làm cái gì? Giết người, hủy diệt thế giới. Cha mẹ có con cái như vậy, thầy giáo có học trò như vậy, mà có thể có cảm giác vinh dự hay không? Đây là một quan niệm sai lầm rất lớn. Nhất là nuôi dưỡng con cái, dạy một học trò, tương lai chúng chế tạo vũ khí khoa học, kỹ thuật cao để hủy diệt thế giới, tự nhiên không bằng nuôi một đứa con tốt. Dạy một học trò tốt có thể tạo phước cho xã hội, tạo phước mọi người. Hai việc này phải nên làm một so sánh. Chúng ta làm thế nào chọn lựa? Đây là trí tuệ, đây là phước đức. Nếu như các vị muốn chân thật tham thấu cái đạo lý này, phàm hệ có ảnh hưởng đối với chúng sanh, đối với xã hội đều là tà kính. Trong giới luật của nhà Phật thì nghiêm khắc ngăn cấm không được chế tạo công cụ sát sanh. Vào ngày xưa thì bạn tạo dao súng, chế tạo cung tên, đây đều là sát sanh. Trong giới luật nhà Phật nghiêm cấm, không những không thể chế tạo, ngay đến mua bán đều phạm giới, đều phá giới. Vào thời xưa, những công cụ binh khí sát sanh thực tế mà nói, mức độ tổn hại đối với chúng sanh rất nhỏ. Giết một súc sanh nhỏ còn cần phải phí không ít khí lực. Hiện tại vừa ấn nút, một quả bom nguyên tử phát nổ, mấy trăm vạn người mất mạng. Đây là vinh dự sao? Nếu như nói vinh dự, đó là vinh dự của Ma Dương. Vinh dự của quỷ quái, không phải vinh dự của người, bi ai của người, bi ai của thiên nhân,
tà ma cảm thấy vinh dự. Ngày nay hai cái chữ tà kính này ý nghĩa so với ngày xưa thật là quá lớn, quá nhiều. Ám thất, cái ý nghĩa này cũng rất sâu. Chỗ mà người không nhìn thấy, bạn ở riêng một nhà. Đây là ý nghĩa văn tự biểu hiện. Thâm nghĩa của nó, tinh nghĩa của nó là ý niệm giấu ở ngay trong nội tâm của bạn. Dưới trời trong gió mát, cùng gặp mặt đối diện với người khác, người ta cũng không biết bạn giữ là cái tâm gì, bạn khởi lên là cái ý niệm gì. Đây cũng gọi là ám thất. Có thể thấy ý nghĩa của ám thất cũng rất sâu, cũng rất rộng. Chân thật làm được ở mọi lúc, vào mọi nơi, không tự gạt, không gạt người. Công phu thành kính Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta tồn thành tận phận. Tồn thành là chúng ta giữ tâm. Tám cái chữ này là giữ tâm. Tận phân, phân là bổn phận. Tận bổn phận của chúng ta, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Nhất định không nên vì chính mình. Vì chính mình chắc chắn có lỗi lầm. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Vì chính mình là mê, vì chúng sanh là giác. Vì chúng sanh, chính mình cũng là một chúng sanh. Đại công vô tư. Do đây có thể biết vì chúng sanh là vì đại ngã, là vì chân ngã. Vì chính mình là vì tiểu ngã, là vì giả ngã. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Chân tướng sự thật nhất định phải cho rõ ràng, tường tận. Sau đó bạn mới thấu hiểu ý nghĩa của hai câu nói này. Bạn mới biết hai câu nói này phải nên làm thế nào. Hơn nữa là không làm không được. Hai câu nói này là thâm tâm trong Bồ Đề tâm. Thâm tâm hiếu thiện, hiếu đức. Chân thật hiếu lạc, không hề thêm chút miễn cưỡng nào bên trong. Tạo phước tích công bồi đức đều từ trên nền tảng này mà mở rộng. Cho nên nếu không giữ tâm như vậy, không cần nói tu hành, bạn khó rồi. Bạn ở thế gian này muốn cầu phùng hung hóa kiếp, tiêu tai khỏi nạn đều không làm được. Nhà Phật không luận một tông phái nào, tu hành đều chú trọng tu từ căn bản. Hai câu này là đại căn đại bổn, ý nghĩa sâu rộng vô tận.
Hy vọng đồng tu chúng ta phải lưu ý, phải nỗ lực học tập. Các vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến tu tích tồn thành, hai câu nói trong kinh văn: bất lý tà kính, bất khi ám thất. Hai câu nói này thực tế mà nói là căn bản làm người học Phật. Thánh hiền của thế xuất thế gian dạy bảo tất cả chúng sanh, quan trọng thứ nhất chính là dạy chúng ta có năng lực phân biệt thiện ác. Phật pháp mục tiêu giáo học có 3 tầng lớp. Chúng ta ở ngay trong lúc giảng giải cũng thường hay nhắc đến cái giai đoạn thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện. Giai đoạn thứ hai là dạy người phá mê khai ngộ. Giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Căn bản của nó ở ngay hiện tiền chúng ta giai đoạn thứ nhất. Nếu như chúng ta đối với thiện ác đều không thể nhận biết, ác làm sao có thể đoạn, thiện làm sao có thể tu? Cho nên có năng lực phân biệt rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác. Đây chính là nhà Phật gọi là khai ngộ, chân thật khai ngộ. Thế nhưng hai chữ này thực tế ra mà nói không dễ gì làm cho rõ ràng. Nếu như chúng ta không ở ngay nơi đây, mà hạ công phu tu học Phật pháp mục tiêu thứ nhất, thì chúng ta rất khó đạt đến. Mục tiêu thứ nhất đạt đến mới chắc chắn không đọa ba đường. Hai chữ này làm thế nào phân biệt? Trong quyển sách này chính là một tiêu chuẩn, là một tiêu chuẩn rất tốt. Từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói, nó đem thiện ác hai phương diện này nói được tường tận. Thế nhưng người hiện đại chúng ta tâm ý qua loa, cho dù đem thiên văn chương này đọc qua 3000 lần cũng chưa chắc có năng lực
phân biệt thiện ác. Cho nên ác không dễ gì đoạn trừ, thiện rất khó mà tu tích. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chúng ta niệm Phật, nếu muốn cầu sanh tịnh độ, hai chữ này cũng không làm được. Đó là mê hoặc. Trong lòng mê hoặc, ác nghiệp vẫn tiếp tục tạo. Miệng của bạn chưa tạo, thân của bạn chưa tạo, ý của bạn đang tạo. Niệm niệm tương ưng với ác, không tương ưng với thiện. Niệm Phật như vậy, đối với việc giảng sanh sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn. Chúng ta không thể không biết. Cho nên Đại sư Ấn Quang ngay trong một đời cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Ngài rất là xem trọng. Ở vào thời đại đó, phiên ấn lưu thông hơn 300 vạn cuốn, đích thực làm cho người kinh ngạc. Tại vì sao Ngài phải làm như vậy? Mục đích chẳng ngoài cứu vạn kiếp dẫn, giúp đỡ người niệm Phật bình bình an an được sanh tịnh độ. Người xưa thường hay khuyên bảo người trì giới niệm Phật. Bạn đem ba quyển sách này, số lượng không lớn, lý giải thấu triệt, tín thọ phụng hành, thì gọi là trì giới. Niệm Phật mới có thể giảng sanh. Trong hội biên chú giải nói được nhiều, nói được tường tận, nêu ra rất nhiều thí dụ để chứng minh. Những gì để nêu ra này, thực tế mà nói không thể nêu hết. Trong đây đã nêu ra một số người, chẳng qua là một hai phần dạng mà thôi. Nếu như chúng ta lưu ý mà nói, chính vào thời đại hiện đại này, chúng ta tỉ mỉ quan sát thiện ác quả báo rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Người tâm ý qua loa không thể thấy ra được. Người tâm ý cẩn mật rõ như lòng bàn tay. Chúng ta có lỗi lầm. Lỗi lầm gì nghiêm trọng nhất? Chính là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là vì lợi ích của chính mình, khiến cho chúng ta mờ mịt đối với phải quấy, thiện ác không thấy được rõ ràng.
đem đoạn ác tu thiện. Giáo huấn quan trọng như vậy lơ là đi, cho nên cho dù ngay đời này duyên phận không tệ, được thân người, gặp được Phật Pháp, nhất là gặp được pháp môn Tịnh Độ thù thắng, thế nhưng ở ngay trong một đời này vẫn cứ là không thể thành tựu. Bạn nói xem đáng tiếc dường nào. Thế gian không có việc gì đáng tiếc hơn so với việc này. Chúng ta trong lòng của chính mình phải tường tận. Vậy phải làm thế nào mới xem là chân thật tu hành? Tu hành hai chữ này, ý nghĩa của nó, trước tiên chúng ta phải làm cho rõ ràng. Hành là hành vi. Hành vi trong Phật Pháp đem nó phân làm ba loại lớn: thân, ngữ, ý. Thân thể tạo tác, nhất cử nhất động, hành vi của thân nghiệp. Khẩu là ngôn ngữ. Ý là tư tưởng, kiến giải, cách nghĩ, cách nhìn của bạn. Đây là hành vi của ý. Ngay trong hành vi ba nghiệp, quan trọng nhất là ý nghiệp. Khởi tâm động niệm, nếu như tâm niệm của chúng ta mỗi niệm vì lợi ích chúng sanh, đây là thiện. Nếu như mỗi niệm vì lợi ích chính mình, đây chính là ác. Lợi ích chính mình cũng còn lợi ích chúng sanh, đây là trong ác có thiện. Lợi ích tất cả chúng sanh, trong đó còn mang theo lợi ích của chính mình, đó là trong thiện có ác. Đều phải có thể phân biệt rõ ràng. Đoạn ác tu thiện, bạn mới có chỗ ngộ nhập. Nhất định phải biết được kiếp người khổ đau ngắn ngủi. Ở trên kinh Phật thường nói, thế gian vô thường, cõi nước không an. Người chân thật tường tận, họ sẽ nắm chắc lấy cơ hội này. Nắm lấy duyên phận này, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Thiện ác là trong ba cõi. Vấn đề trong ba cõi không giải quyết được, siêu diệt ba cõi thì không thể nào. Các vị phải nên biết, có một số người không có đi học, không biết chữ, dường như là đạo lý gì cũng không hiểu. Lâm chung niệm Phật có thể tự tại giảng sanh. Không nói quá khứ, nói hiện tại,
Hiện tại còn có không ít người. Tôi đã nghe được tổng cộng có mấy mươi người khi lâm chung biết trước giờ chết, rõ ràng tường tận, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, tướng lạ hy hữu. Dường như thấy họ đều không quá rõ ràng với những đạo lý này. Trên thực tế, người ta đã vạn duyên buông bỏ. Bạn tỉ mỉ mà quan sát họ, tâm địa của họ một mảng từ bi. Chân thật, không có ý niệm tự tư tự lợi, cho nên mới có cái tướng lạ này. Nếu như mang theo một chút ý niệm tự tư tự lợi, giảng sanh cũng có tướng lạ như thế, sẽ không có. Sự việc cảm ứng này vi diệu cùng tột. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, tỉ mỉ thể hội, chăm chỉ nỗ lực phụng hành, nhất định có chỗ tốt đối với chính mình. Không hiểu rõ cái đạo lý này, cho rằng chính mình đang hành thiện, cho rằng chính mình đã lìa khỏi ác nghiệp, loại hiểu sai lầm này thường hay xem thấy, tồn tại phổ biến. Nhất là cái xã hội hiện đại này, mỗi mỗi giai tầng, thật đúng như người xưa đã nói, tích phi thành thị. Mọi người đều sai, mọi người đều sai thì đúng. Ở trong thế pháp có lẽ miễn cưỡng có thể nói như vậy, thế nhưng ở nhân quả, ở trong Phật pháp chắc chắn sai lầm. Không phải mọi người sai rồi thì thành đúng. Nhân quả không thể bỏ sót bạn. Thiên địa quỷ thần không thể bỏ sót bạn. Trong chú giải nêu ra rất nhiều thí dụ. Thí dụ nói tài, tiền tài chánh dụng là giúp đỡ xã hội, nhất là chúng sanh khổ nạn. Chúng ta xem tiên hiền xa xưa, các ngài làm thế nào đối mặt với những vấn đề này? Bạn tích tài được nhiều là do bạn tu tích phước báo. Một người tường tận, người giác ngộ, chỉ lấy cái cần thiết, chính mình cần thiết dùng. Hơn nữa, một người có tâm từ bi, người có lòng yêu thương, đời sống của chính mình đều rất tiết kiệm.
tiền tài dư ra đều có thể giúp đỡ người khác. Nhân sĩ xã hội mà còn như vậy, huống hồ là người học Phật. Thế nhưng thế gian, người tốt học Phật cũng có. Thí dụ nói tu tài bố thí, như Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang cả đời in kinh bố thí. Ở vào thời đại đó, hiện đại tiến bộ hơn nhiều so với quá khứ. Ngoài kinh Phật ra còn có băng ghi âm, băng ghi hình, hiện tại còn có CD cùng VCD, đều xem là công cụ lưu thông Phật Pháp. Đệ tử Phật gọi là Pháp Bảo. Đại sư Ấn Quang tiếp nhận cúng dường của bốn chúng đệ tử, tiền cúng dường chính mình một xu cũng không dùng đến, chuyên môn để làm những việc này. Cả đời chỉ làm một việc này. Phương thức của Ngài làm rất tốt. Tôi nghĩ phương pháp lưu thông không phải Đại sư Ngài định ra, nhất định là người bên dưới Ngài định ra. Ngài lưu thông có hoàn toàn miễn phí tặng cho. Đối với những người không có tài lực mua sách, người đời sống tương đối khó khăn, hoàn toàn miễn phí. Người có đời sống tương đối dư giả một chút, Ngài nhận nửa giá lưu thông. Người giàu có thì Ngài lấy đúng giá lưu thông. Nửa giá là phân nửa giá vốn. Do đây có thể biết, lưu thông giá vốn thì Ngài cũng không kiếm được xu tiền nào. Tại vì sao có cách làm như vậy? Mục đích này không ngoài, đây là cơ hội trồng phước. Cho bạn cơ hội trồng phước, không để bạn lỡ dịp, là cái ý như vậy. Chắc chắn không ở nơi đây nói có kiếm tiền. Hiện tại có một số tín đồ có loại quan niệm sai lầm này. Chúng ta đem tiền kiếm ra làm tiền vốn để chế tác, in ấn, lưu thông tiếp. Cái ý niệm này các vị nói xem có đúng không? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói toàn bộ đúng. Theo cái nhìn của thế tục, làm ăn mua bán, cái khái niệm này là đúng, trong Phật Pháp là không đúng. Trong Phật Pháp các vị phải nên biết, tài dụng đó dùng không hết, dùng không cùng tận. Bạn cần gì phải kiếm chút ít tiền này? Hậu đài của Phật Pháp là chư Phật Như Lai. Cái phước báo đó thế gian không có người nào có thể so sánh. Các vị
đều không cần phải xem người khác, chỉ cần bạn bình lặng xem qua, cái đời này của tôi đã làm ra. Tôi từ trước đến giờ chưa từng bán qua một quyển sách, không cần nói giá vốn, 1% của giá vốn tôi cũng không nhận. Bạn xem, tiền càng ngày càng nhiều, sách càng in càng nhiều, đây chẳng phải là chứng minh rất tốt hay sao? Cư sĩ Lâm, các vị ở nơi đó, mỗi ngày 3 bữa ăn, còn có 2 buổi điểm tâm, mỗi ngày 5 lần cúng dường. Hiện tại tôi thấy người ăn cơm càng ngày càng nhiều. Cư sĩ Lý nói với tôi, mỗi ngày bình quân người ăn cơm có đến 800 người. Tôi thấy hiện tại có hơn 1000 người. Không hề hỏi người nào một xu tiền, càng ăn càng nhiều. Chúng ta lưu thông những Phật Pháp, càng lưu thông càng nhiều. Oai thần gia trì của Tam Bảo không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta ngay một chút lòng tin này cũng không có, vậy thì chúng ta sai rồi. Cho nên giảng đến trong đoạn văn bất lý, tà kính bất khi ám thất, tà cùng ám, ý nghĩa rất sâu, rất rộng, vô cùng tinh mật. Chúng ta phải có thể thể hội được, phải từ nơi tinh mật này mà làm, chân thật làm thiện, chân thật thiện tâm, vì Phật Bồ Tát làm việc, vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ, tự nhiên được Phật lực gia trì, tự nhiên được long thiên thiện thần giúp đỡ. Chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho tất cả chúng sanh khổ nạn, hy vọng những chúng sanh này đều có thể do đây mà được độ. À, 好，今天时间到了，我们就讲到此地。